Chào mừng các em đến với tiết học hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp của học sinh lớp 6. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp về chủ đề 3 xây dựng tình bạn, tình thầy trò. Trước khi đi vô bài học ngày hôm nay, thì các em hãy cho cô biết những việc mà các em mong muốn được thầy cô giúp đỡ mình trong quá trình học tại trường trung học cơ sở là gì? Các em có 2 phút để viết những việc làm mà các em mong muốn vào trong tập của mình. Sau đây sẽ là một số mong muốn được thầy cô giúp đỡ trong quá trình học tại trường trung học cơ sở. Các em hãy quan sát và xem những mong muốn trên có phù hợp với những mong muốn mà mình vừa ghi hay không. Đầu tiên là giúp đỡ em trong học tập. Mong muốn thứ hai, giải quyết mâu thuẫn trong lớp. Mong muốn thứ ba, đưa cho em những lời khuyên bổ ích. Mong muốn thứ tư, nhắc nhở và xử lý vi phạm. Mong muốn thứ cuối cùng, chia sẻ kiến thức trong cuộc sống. Những mong muốn trên chúng ta hay gặp ở môi trường trung học cơ sở, vì đôi khi trong quá trình học tập thì chúng ta sẽ gặp những khó khăn hoặc những vấn đề còn thắc mắc hoặc những nội dung chúng ta chưa hiểu, thì lúc đó chúng ta rất cần được sự giúp đỡ của giáo viên, hay là khi chúng ta xảy ra mâu thuẫn với các bạn trong lớp hoặc các bạn khác lớp thì chúng ta cũng cần những lời khuyên bổ ích của giáo viên để từ đó chúng ta có thể duy trì được mối quan hệ bạn bè. Ngoài ra, chúng ta cũng cần giáo viên nhắc nhở và xử lý các vi phạm mà chúng ta phạm phải để từ đó chúng ta có thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai và hoàn thiện hơn nhân cách của chính bản thân mình. Không những trong những kiến thức về học tập thì chúng ta cũng cần những kiến thức trong cuộc sống để giúp cho chúng ta chuẩn bị hành trang bước vào đời. Thật dễ dàng khi mà chúng ta có thể nói lên những mong muốn của mình cho giáo viên biết. Thì để làm được điều đó thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bài học của ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tiếp tục chủ đề 3 xây dựng tình bạn, tình thầy trò. Trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu 2 nhiệm vụ cơ bản. Nhiệm vụ đầu tiên, giữ gìn mối quan hệ bạn bè, thầy trò. Nhiệm vụ tiếp theo, phát triển kỹ năng, tạo thiện cảm trong giao tiếp. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nhiệm vụ 4. Giữ gìn mối quan hệ bạn bè, thầy trò. Để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ 4 thì cô có một trò chơi dành cho các em. Trò chơi mang tên Làm theo lời bài hát. Luật chơi như sau, các em hãy lắng nghe và hát theo lời bài hát. Mình ngồi bên nhau, đừng biết chúng bớt nhau. Đừng lên án nhau hay ghen cùng nhau, để rồi gánh nhau vì chẳng có chiều nhau. Ghét nhau giận nhau thế là xa nhau. Mình ngồi bên nhau cùng hát với nhau, quả tim có nhau nắm tay của nhau, để rồi thương nhau vì mình đã yêu nhau. Giúp nhau vì nhau mới là bạn nhau. Sau khi nghe xong lời bài hát thì các em hãy cho cô biết thông điệp của bài hát muốn truyền tải đến chúng ta là gì. Thông điệp của bài hát muốn truyền tải đến chúng ta đó là khuyên chúng ta nên tươi cười, gần gũi, quan tâm đến nhau để cho mối quan hệ bạn bè chúng ta luôn thoải mái và vui vẻ, thì điều đó mới giúp cho mối quan hệ của chúng ta được bền lâu.
Khi mà chúng ta đã tìm hiểu về thông điệp của lời bài hát muốn truyền tải cho tính các em, thì sau đây sẽ là chính sách để giúp chúng ta giữ gìn tình bạn, tình thầy trò. Thì các em hãy lựa chọn thực hành những cách nào mà em cho là phù hợp với bản thân của mình nhé. Cách thứ nhất, thường xuyên trò chuyện với bạn bè và thầy cô. Cách thứ hai, tươi cười chan hòa với mọi người. Cách thứ ba, thể hiện sự quan tâm đến bạn bè, thầy cô. Cách thứ tư, rủ bạn cùng học tập và tham gia các hoạt động. Cách thứ năm, luôn hoàn thành nhiệm vụ học tập thầy cô giao cho. Cách thứ sáu, cho bạn bè những lời khuyên tích cực. Cách thứ bảy, bên vực và bảo vệ bạn khi bạn bị bắt nạt. Cách thứ tám, thể hiện trách nhiệm với công việc chung của lớp. Cách cuối cùng, thể hiện sự biết ơn với những gì mình được nhận từ bạn bè, thầy cô. Trong chính cách trên, dù các em chọn những cách nào để thực hiện, thì đều có chung một mục đích là giúp cho chúng ta gắn kết giữa bạn bè và giữa thầy cô. Khi mà các em có sự quan tâm, chia sẻ với nhau, thì mối quan hệ của chúng ta sẽ tự động gần gũi và thân thiện với nhau. Trong tập của mình, phiếu học tập số 1, thời gian các em thực hiện trong vòng 2 phút. Nội dung của nhiệm vụ trong phiếu học tập số 1 như sau: bổ sung những cách giữ gìn mối quan hệ với bạn bè, thầy cô của mình. Ngoài chính cách trên cô vừa nêu, thì theo em còn những cách nào để giúp chúng ta giữ gìn được các mối quan hệ đó? Thì các em hãy ghi đáp án của mình vào trong tập. Sau đây sẽ là một số cách để giữ gìn mối quan hệ với bạn bè, thầy cô. Cách thứ nhất, tự giới thiệu về bản thân. Cách thứ hai, cùng tìm hiểu sở thích của nhau. Cách thứ ba, cùng nhau đọc truyện, chơi trò chơi. Khi mà chúng ta tự giới thiệu về bản thân thì sẽ tạo cho người đối diện chúng ta cảm giác chúng ta gần gũi, thân thiện và dễ gần. Thì từ đó sẽ giúp cho mối quan hệ của chúng ta cởi mở hơn. Ngoài ra, trong mối quan hệ bạn bè thì chúng ta nên chia sẻ và tâm sự với nhau nhiều hơn về nhiều vấn đề. Khi mà chúng ta có chung sở thích với nhau thì chúng ta nên cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ và phát triển những sở thích đó theo hướng tích cực nhất. Ngoài những khi chúng ta có chung sở thích ra thì các em có thể cùng nhau giải trí một số hoạt động như đọc truyện cùng nhau hay chơi trò chơi cùng nhau. Ngoài ra, các em có thể đi shopping, nghe nhạc cùng với nhau để duy trì gìn giữ mối quan hệ bạn bè bền lâu và thân thiện hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu nội dung cuối cùng của ngày hôm nay, đó là phát triển kỹ năng tạo thiện cảm trong giao tiếp. Để tạo được thiện cảm trong quá trình giao tiếp, thì đầu tiên thì các em phải thực hành được kỹ năng lắng nghe. Các em có thể thực hiện theo những gợi ý sau đây. Khi nói chuyện cùng một người nào đó, thì mắt của các em phải hướng về người đang nói chuyện trong quá trình trò chuyện. Điều đó sẽ giúp cho các em tạo được thiện cảm đối với người đối phương. Và điều đó còn thể hiện việc mình tôn trọng người khác nói. Ngoài ra, các em có thể sử dụng những cử chỉ, ánh mắt, điệu bộ, nét mặt, vân vân để truyền tải những thông điệp thay cho lời mà các em muốn nói. Việc mà chúng ta không nên làm trong quá trình chúng ta đang lắng nghe người khác nói đó chính là lơ đãng, làm việc riêng khi nghe người khác nói chuyện, vì điều đó thể hiện thái độ bất lịch sự, sẽ làm gây tổn thương cho người đối diện của chúng ta. Do đó, việc làm này các em nên hạn chế và nên tránh.
Ngoài ra, các em không nên nói tranh phần hoặc chen ngang khi người khác đang nói chuyện. Điều đó thể hiện vấn đề bất lịch sự. Các em có thể đợi người đối diện nói xong thì các em hãy phát biểu những ý kiến của mình. Như vậy vừa tôn trọng người đối diện và vừa tạo được thiện cảm cho mọi người xung quanh về cách cư xử của chúng ta. Ngoài việc chúng ta phải thực hiện kỹ năng lắng nghe, thì việc thực hiện kỹ năng phản hồi cũng là một yếu tố quan trọng để giúp cho chúng ta tạo được thiện cảm trong mối quan hệ giao tiếp. Khi mà chúng ta muốn phản hồi một ý kiến nào đó, thì điều đầu tiên các em nên nhắc lại ngắn gọn ý của người nói như: có phải bạn muốn nói? Hoặc là có phải ý của bạn là. Mục đích của việc nhắc lại ngắn gọn ý của người nói là giúp cho chúng ta xác định được câu chuyện mà chúng ta nghe đúng hay là sai, tránh trường hợp chúng ta nói lạc đề, nói những vấn đề không liên quan đến câu chuyện của người nói. Ngoài ra, sau khi mà chúng ta đã nhắc lại ngắn gọn ý của người nói, thì đối với những vấn đề mà chúng ta chưa hiểu hoặc chưa nghe rõ, thì các em có thể hỏi lại một vài ý cho người nói để giải thích rõ hơn. Như là bạn có thể nhắc lại vấn đề hoặc bạn có thể nói thêm về vấn đề đó. Để các em có thể nắm rõ được câu chuyện của người nói muốn chia sẻ, từ đó các em có thể thể hiện sự đồng cảm với người nói hoặc các em có thể chia sẻ với người nói những lời khuyên tích cực. Và các em tuyệt đối không nên hỏi những câu không liên quan đến câu chuyện hay hỏi những vấn đề ngoài câu chuyện mà người nói muốn chia sẻ. Ngoài ra, các em không nên nhắc sai ý của người nói nhiều lần, vì những hành động trên thể hiện sự bất lịch sự và không tôn trọng người nói, cũng như là các em không lắng nghe người nói chia sẻ. Ngoài việc chúng ta thực hiện kỹ năng lắng nghe, kỹ năng phản hồi, thì việc chúng ta thực hành kỹ năng đặt câu hỏi mở là một việc cần thiết để giúp cho chúng ta tạo thiện cảm trong quá trình giao tiếp với mọi người xung quanh. Mục đích của việc đặt câu hỏi mở là giúp chúng ta có thể biết được suy nghĩ của người đối phương, của người nói muốn truyền tải cho chúng ta là gì. Ngoài ra, chúng ta có thể giúp cho mọi người nêu ra được những lựa chọn, những phương hướng. Trong vấn đề đặt câu hỏi mở thì các em không được áp đặt những suy nghĩ của bản thân mình lên cho người khác, hay các em nói những câu khẳng định bắt buộc người khác phải nghe theo và làm theo. Thì câu hỏi mở là một phương án giúp chúng ta né tránh được những trường hợp trên và thể hiện được tính công bằng và tính dân chủ trong một mối quan hệ. Lại về việc phát triển kỹ năng tạo thiện cảm trong giao tiếp, thì việc người nghe lắng nghe tốt đã tạo được sự thiện cảm trong mối quan hệ giao tiếp. Người nói sẽ có ấn tượng tốt về người nghe này, và điều đó sẽ góp phần cho chúng ta tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp. Sau khi đã học xong hai nhiệm vụ trên, thì các em hãy giới thiệu cho cô về một người bạn mà các em yêu quý nhất. Đầu tiên là các em hãy cho cô biết các em và bạn của mình quen nhau như thế nào và có những điểm chung, những sở thích là gì, và cách mà các em gìn giữ mối quan hệ đó là như thế nào. Các em hãy làm câu hỏi này vào trong tập của mình nhé. Sau khi đã làm xong câu hỏi hướng dẫn vào trong tập, thì các em hãy chuẩn bị tiếp cho tiết học sau về nhiệm vụ 6 và nhiệm vụ 7.
Ở nhiệm vụ 6 thì các em sẽ tìm hiểu về giải quyết những tình huống nảy sinh trong trường học. Và nhiệm vụ 7 là ứng xử đúng mực với thầy cô. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe và theo dõi của các em. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.